nhiêu cách mang đi suốt trường sơn xanh theo tình yêu chảy mãi đất đông ơi mùa xuân thương nhớ và hát cho dòng sông đất đông luôn chảy xiết và hát cho nhà lông đêm ngày luôn đỏ đường nghe tiếng đàn tình vang 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 điều dòng suối đất đông ơi mùa xuân thương nhớ nỗi đời chân thành cảm ơn tiếng hát của Quang Trường qua ca khúc Sông Đắk Rông Mùa Xuân Về và chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị đã dành tặng cho tiếng hát của Quang Trường. Kính thưa quý vị, chia tay với ca khúc vừa rồi thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị đến với một ca khúc được mang tên Mùa Xuân Nho Nhỏ, thơ Thanh Hải, nhạc của Trần Hoàn qua tiếng hát của Hải Lý. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Giữa dòng sông xanh một bông hoa tím kia ôi ơi chim chiên chiên hót chi mà vang rồi từng giọt lòng lanh rồi tôi đưa tay hướng về mùa xuân người cầm xuống lòng rắn đầy trái nhau mùa xuân người xa đồng lòng chảy dài nước đất Thank you.
nhân dân. Chia tay với ca khúc vừa rồi thì ngay sau đây xin phép gửi tới toàn thể quý vị một tiết mục rất đặc sắc. Bởi vì sao nó đặc sắc mà từ ngàn xưa đến nay nét văn hóa cái gì áo dài của dân tộc Việt Nam cũng như là lên Á Đông của chúng ta trong thời đại hôm nay, thì ngay sau đây chi đoàn thanh niên xin phép gửi tới toàn thể quý vị qua một tiết mục thời trang với bộ sưu tập thời trang áo dài do ảnh viện áo cưới An Quế đem tới cho chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Vì vậy một lần nữa xin mời toàn thể quý vị dành tặng cho các người mẫu chi đoàn thanh niên thôn Quỳnh Đô qua tiết mục thời trang áo dài. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, xin mời quý vị đón lúc này đang là người mẫu Hoài Mỹ, sinh năm 1997. Vừa rồi cô đã đạt giải cuộc thi trong cuộc thi hướng dẫn viên múa đẹp nhất công tác hè năm 2013 với trang phục rất gợi cảm, truyền thống áo dài tiết tấu trắng hồng đem lại vẻ lịch lãm cho phụ nữ Á Đông. Vâng, kính thưa quý vị, xuất hiện trên sân khấu lúc này đang là người mẫu đẹp Xuân Anh với tiết tấu rất hoa văn đỏ vàng, hy vọng rằng đem đến cho các bạn nam thanh nữ tú trong toàn thôn Quỳnh Đô nói riêng cũng như toàn xã hội nói chung với bộ sưu tập nổi tiếng nhất của ảnh viện áo cưới An Quế. Vâng, kính thưa quý vị, xuất hiện trên sân khấu lúc này đang là người đẹp người mẫu Thanh Thanh, xin vừa đạt giải người đẹp thẩm mỹ trong năm 2013 với tiết tấu rất hoa văn trắng đỏ, hy vọng rằng đem đến cho quý vị trong thời trang hiện đại nhất trong thời đại ngày hôm nay. Vâng, lúc nào đây trên sân khấu lúc là người mẫu người đẹp Quy Quy với tiết mục rất tím, tím tình yêu, tím đầy chờ, hy vọng rằng đem đến cho các bạn trẻ làm thành nữ tố với tiết mẫu hoa sắc nhất chấm đỏ tím. Và một lần nữa xin quý vị dành tặng cho người mẫu Quy bằng những tràng pháo tay thật lớn thưa toàn thể quý vị. Xuất hiện trên sân khấu lúc này đang là người mẫu người đẹp Huyền Trang với link lên Facebook Trang Béo, hy vọng rằng sẽ được kết bạn toàn quốc trên toàn thể thế giới. Người mẫu người đẹp Trà Vi, sinh năm 1997, cư trú khu 4 thôn Quỳnh Đô với dáng vóc rất hiện đại, rất khỏe khoắn, đem đến cho người phụ nữ Á Đông những màn thời trang rất đẹp. Hy vọng rằng trong ngày năm tới, Trà My sẽ sánh bước cùng một anh rất đẹp trai. Dành tặng cho các người đẹp người mẫu đoàn viên thanh niên thôn Quỳnh Đô một tràng vỗ tay thật lớn thưa toàn thể quý vị.
kính thưa toàn thể quý vị, với tiết mục thời trang áo dài từ Hải Kiệt áo quế đem đến cho chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ chọn được những mẫu đẹp nhất trong năm 2013 để diện trong những buổi dạ hội cũng như những buổi nghi lễ cao nhất của dân tộc Việt Nam. Trong buổi tối nay với trang phục tiếp tục thời trang áo dài truyền thống Việt Nam. Quý vị thấy thế nào ạ? Các người mẫu của đoàn viên thanh niên không bị lôi đẹp không ạ? Có anh nào yêu ạ? Vâng ạ, người ít tuổi nhất là sinh năm 1997 ạ. Người nhiều tuổi nhất mới sinh năm 1990. Và hy vọng rằng trong chương trình của đoàn thanh niên tới hôm nay, các bạn nam thanh sẽ chọn được một cô nào đó để sánh bước cùng mình trong những buổi giá rét mùa đông sắp tới. Hơn nữa xin toàn thể quý vị dành tặng cho tiết mục thời trang mà Ảnh Viện Áo Cưới An Quế đem lại cho chương trình ngày hôm nay, cũng như dành tặng cho các người mẫu người đẹp trong đoàn thanh niên Thủ Đô một tràng vỗ tay nữa thưa toàn thể quý vị. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, chia tay với màn thời trang vừa rồi thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị cùng đến với một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát được mang tên Nhớ Về Hà Nội qua phần trình bày của tiếng hát Anh Tuấn. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa ấy thân mình. Và nhớ lúc con rơi từ chiến tranh, đất rung nói tan gạch mơ. Tôi nhớ không nhầm thì bài này là bài khởi đầu cho chương trình Hà Nội và một buổi ngày mới. Kính thưa toàn thể các đại biểu, thưa toàn thể quý vị khách quý và nhân dân, chia tay với ca khúc Nhớ về Hà Nội, một ca khúc nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do anh Tuấn trình bày. Và ngay sau đây, từ đầu chương trình đến giờ, và để sân khấu ta được mềm mại hơn, để sẽ có thắm tình đượm đà hơn, thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị gặp gỡ với tiếng hát của anh Thư và Sơn Trường qua một ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn, bài hát được mang tên Giận Mà Thương. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Yeah.
thân mà thương sao mà ra thì vui đâu ta mang tin rằng người có lúc nào em dần anh tên giận mà thương. Tôi có xuống dưới thì có một số vị khách có hỏi là hôm nay chương trình hôm nay xuất hiện hai cô gái mà chúng tôi thấy rất lạ, và xin giới thiệu với toàn thể quý vị là Thái Hoa, là hiện là thanh niên lập nghiệp, hiện đang công tác tại đoàn chèo Trung ương Việt Nam, và tiếng hát của anh Thư vừa rồi gửi tới toàn thể quý vị cũng là một tiếng hát rất truyền cảm được gửi tới qua quý vị và các bạn. Đó là một tiếng hát đang cho công tác trong đoàn nghệ thuật Bắc Linh, mà hôm nay thanh niên thôn Quỳnh Đô có mời về giao lưu với chi đoàn thanh niên thôn Quỳnh Đô trong nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết công tác hè của chi đoàn thanh niên thôn Quỳnh Đô. Vì vậy một lần nữa xin toàn thể quý vị hãy dành tặng cho các quý vị khách vừa rồi, các ca sĩ đã gửi tới quý vị qua những câu hát rất mượt mà, rất đầm thắm, và một tràng vỗ tay thật lớn thưa toàn thể quý vị. Xin hành cảm ơn rất nhiều. Vâng, chia tay với ca khúc vừa rồi thì ngay sau đây một nữa xin mời toàn thể quý vị cùng gặp lại tiếng hát của Đức Tùng qua một ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến, bài hát được mang tên Người về thăm quê. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm hoàng trù quê mẹ và làng xen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ